Ủa rồi chừng nào dắt tôi qua Cần Thơ, qua nhà mấy người chơi trời. Thì để chừng nào nhà cửa sửa xong rồi tôi dắt mấy người qua. Cái nhà gì mà sửa cả năm trời chưa xong. Thì tại tôi nghèo, tôi không có tiền sửa lần một, sửa từ từ được không? Dắt mấy người qua không phải để nhà cửa cho đàng hoàng chứ. Mới còn mấy người chơi nữa. Chê, tôi mà chê là hả, tôi đi lấy chồng giàu lâu rồi chứ ở đó mà đợi à. Hay là bển có vợ con rồi không dám dắt qua. Ừ, tôi có vợ rồi, vợ tôi ngỏ đây nè. Tàu lao, tối ngày bày đặt ghen đồ nữa. Đứng lên pha tôi đi phê tôi làm coi. Kiếm tiền về hả, cắt nhà cho mấy người lẻ lẻ nữa nè. Ủa, ai gọi mà anh tắt vậy? Trời ơi, cái thằng Võ đó nó rủ anh nhậu hoài à. Kệ nó đi. Ủa mà sao bữa giờ em thấy cái anh Võ đó anh gọi cho anh hoài luôn á nha. Trời ơi em ơi, nó mời nhậu đó em ơi. Mà anh uống đâu được nhiều đâu. Anh toàn trốn về không đó. Trời, vậy rồi sao mà mốt nhậu lại tôi trời. Mốt em muốn thấy anh được không? Tôi chơi gụ đế không á. Trời ơi, vợ tôi dữ nha. Vợ vợ, chưa biết nhà mà vợ lặt gao lẹ đi kìa. Nè con Kiều nói cho bà biết trước nha, ở đây không ai giật chồng ai hết, chồng bà tôi kiếm với tôi, giật gì là giật không? Mày đừng có đó tự kiếm, tụi bay phải làm ăn, tụi bay phải kiếm mối, tụi bay tìm như thế nào. Chứ không ai chồng có tự kiếm, bởi cái lý lẽ cái tụi phá hoại gia can người khác luôn luôn là như vậy. Đương nhiên rồi chị, chồng chỉ có tiền với tôi chứ, ăn bánh thì phải trả tiền như sao? Mày bà nói đây giật chồng, giật chồng sao? Mày thấy chồng người ta có vợ, có con đàng hoàng, thì mày làm ơn, mày khuyên nhủ người ta. Tôi không cần biết, đó, sao bà nói gì nói lại tôi nghe coi. Mày nói thay mày lần này nghe chưa? Thay gì? Muốn gì? Bà muốn gì nói lại tôi nghe coi. Trời ơi, mình sao chồng mình mới đi kiếm người khác. Vợ trứng để làm chi? Tại bà coi nhắn không có dấu má ơi, chứ có biết nhắn dấu đâu mà nhắn. Rồi tự nhiên bà đọc lộn thành á, vợ chúng ta dễ lắm chị. Rồi bà đi mét cho vợ chung á, gọi điện thoại nó chửi tôi nè. Bà nội này lần nào cũng vậy hết trơn, con người bà tào lao quá trời rồi má ơi. Người ta nhắn không biết cháu nên người ta nhắn là V, là vợ, chứ không phải là vợ. Nguyên cái câu của nó là vợ trứng để làm chi? Mà dịch thành vợ, 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 rồi bắt đầu điện nó chửi tôi nè. Lần nào cũng giữ hết trơn, thôi dẹp má đi. Mới mất khỏi nhắn tin gì trơn á, gì gặp mặt ba mặt một lời nè. Mà khỏi là má không đi. Nhắn cho bà chung lộn rồi cũng vậy nữa. Đi mét con chồng tôi á. Chồng bây giờ nó sai mặt ta, nó tôi tối nhà nó tự thề không à. Cái đó là vợ, là vợ vậy ta. Thì vợ chứ gì nữa. Vợ sao nó không ghi vợ mình ghi vợ. Trời trời, thì quên bỏ dấu thôi. Có gì cũng mắc bẻ nữa là sao trời. Hồi đó giờ ghi vợ không à. Cái tự nhiên này đổi thành do. Nguyên cái danh bạ của anh nè, ai cũng có dấu chân á. Cái tới tôi là không có dấu à. Anh có biết gì đâu. Hồi đó giờ anh làm gì để ý mấy cái dấu này. Điện thoại bị lỗi thì sao anh biết được. Tự nhiên nay cầm gạo nữa mệt ghê á. Lớn rồi mà đặt ghen nữa. Như lúc mới yêu vậy đó. Muốn thầm nắm tình cảm không? Tắm đi. Vậy anh đi tắm trước đi. Vậy tắm trước nha. Ủa, Nam là ai mà anh gọi cho Nam gì vậy?